Honda ra chiếc xe này, rồi có ai mua xe quay thái nữa không ta? Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh Mr. Tiền. Kênh là chuyên tư vấn cho anh em giá cả xe và chương trình khuyến mãi. Thì Chủ nhật vàng tuần này có gì? Chủ nhật vàng luôn luôn có những điều rất là hay ho cho anh em nha. Nơi mà anh em có thể tìm với những cái giá xe ok nhất thị trường và những chương trình ưu đãi nhất thị trường. Việc đầu tiên nhấn biểu tượng tròn vào kênh Mr. Tin, thông tin liên hệ trên liên hệ ngay Mr. Tin để tư vấn gì giá xe. Và Mr. Tin sẽ nói về chương trình khuyến mãi trước. Chủ nhật vàng tuần này, thứ nhất, bạn mua xe hay bạn sẽ được 6 chương trình. Chương trình thứ nhất là được quay số trúng thưởng. Nếu may mắn chúng S350i, nếu không may mắn chúng Vision, nếu xui lắm chúng Alpha, tệ lắm, tặng cho bạn một phần quà hiện kim trị giá 200k cho tới 1,2 dít, trừ Vario 160, Winner X tặng liền điện thoại Samsung Galaxy A04s thì 3,4 dít, S125, S160 tặng bao lì xì 8 xì nha. Vario 125 là không có chương trình nha. Rồi chương trình thứ hai là được rước lọc đầu năm tại cây mai này 100% chúng. Giải thấp nhất trị giá 300k, giải cao nhất trị giá 1 dít. Ok. Chương trình thứ ba là bạn mua trả góp đối với những khoản vay có lãi suất nha, trả không đồng vẫn được, trả trước 30% giá trị xe vẫn được, giữ luôn cả về gốc. Thì bạn được tặng phí thu hồi miễn phí. Đối với những khoản vay không lãi suất giống như mua Vian qua Vision thì được không lãi suất nha. Rồi chương trình thứ tư là bạn bán xe cũ mua xe mới, bán xe cũ mua xe cũ được tặng bao lì xì 2 xì. Chương trình thứ năm, sinh nhật bạn trong tháng một này sẽ được tặng quà tặng riêng. Và chương trình thứ sáu là bạn đến nói là tôi gửi tôi cái mã giảm giá tất cả xe trong cửa hàng Mr. Tin, nếu gắn phụ kiện đầy đủ tặng bao lì xì 5 xì, phủ nano bao lì xì 2 xì. Đó là chương trình chủ nhật vàng. Giờ Mr. Tin sẽ báo giá xe trong cửa hàng Mr. Tin cho các bạn nha. Ok, giá xe Mr. Tin báo đã bao gồm 10% VAT và trừ hết tất cả khuyến mãi. Đầu tiên là S160 được giảm 8 dít chỉ từ 93,99, S125 được giảm 8 dít chỉ từ 76,99, S-Mo được giảm 8 dít chỉ từ 58,799, Vario 160 được giảm 3,5 dít chỉ từ 44,999, AB125 được giảm 3,5 dít chỉ từ 43,299, AB160 được giảm 3,5 dít chỉ từ 56,399, Ly được giảm 3,5 dít chỉ từ 39,799, Vision được giảm 3,5 dít chỉ từ 31,199, Future 18 tại tháng 1 bắt đầu mới bán, Wayblade được giảm 1,5 dít chỉ từ 19,299, RSD được giảm 1,5 dít chỉ từ 22,599, Wenfa được giảm 2 dít chỉ từ 18,299, Winner X bán trong tỉnh Long An được giảm 3,5 dít chỉ từ 31,999, Super Cup đang có màu xám là 91,999, CBR đang có một con được giảm 3,5 dít chỉ từ 59,99, Vario 125 được giảm 3,5 dít chỉ từ 40,99. Future 2024, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh Mr. Tin. Kênh thu xe cũ đổi xe mới. Đây là Future 2024 nha, gần như là Future 2024 không thay đổi gì so với Future 2023. Chỉ có cái màu này là thay đổi nhiều nhất thôi. Ngày xưa là màu xanh dương đậm, bây giờ là màu xanh dương lợt hơn, kiểu Thái á nha. Và tiết kiệm xăng hơn, ngày xưa là 1,54 lít trăm cây, giờ là 1,47 lít trăm cây. Sản xuất năm 2024 nha. Động cơ là 125 đèn LED, sử dụng chìa khóa cơ. Ai mà muốn sử dụng smart key vẫn có tại chỗ Mr. Tin luôn. Nói chung là không thay đổi gì hết, chỉ thay đổi màu sơn thôi nha. Bán xe cũ để đổi để mua future tặng bao lì xì 2 xị. Mua trả góp không đồng vẫn được, trả trước khoảng tầm 12-13 dít vẫn được. Còn giá xe thì tại thời điểm này chưa có giá, tại 18 tháng 1 chính thức bán mới có giá. Nên là khuyên các bạn bây giờ đừng có mua xe phu chờ. Bạn ra ngoài đường qua mấy cửa hàng làm gì có đời này. Toàn bộ là đời 2023. Muốn biết đời này hay không á thì đây nè, quay đây nè. Có cái tem nè, nó ghi sản xuất nè, năm 2024 nè. Bảo đảm cái màu này là màu hot nhất phu chờ năm 2024 luôn. Màu này là màu Thái nè. Ok ha, màu xanh tiger á. À, thì anh em cứ cố gắng đợi nha, đợi tới 18 hay 1 thì đảm bảo giá của Mr. Tin đưa ra là rẻ nhất thị trường. Chiều nay về 7 chiếc nữa, xe về liên tục à, tại vì cái mẫu này bản chất cái mẫu này nó đã đẹp rồi. Thì Honda làm gì cần gì phải thay mẫu làm gì, chỉ cần thay đổi màu sơn, rồi thay đổi màu một số phụ kiện là được rồi, ok nha. Đèn LED bình thường, ok.
nhớ đợi 18 tháng 1. Ok, tại chỗ Mr. Tin và kênh này nhớ follow để theo dõi nha. Ok. Ok, chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh Mr. Tin. Bạn đặt một câu hỏi rất là hay. Giờ Mr. Tin nói về những cái vấn đề là ngưng mua xe Future là có ảnh hưởng tới không sợ những cửa hàng khác, không sợ hết hay sao? Thì đây trước mặt của anh em là con Future 2024. Đây là Future 2024 nha, màu mới nè. Thật sự á, lúc đầu á, tôi làm phân phui giá cả này nọ kia, về xe mới, xe cũ này kia, tôi cũng sợ. Sợ bị chơi hội đồng, có nghĩa là nhiều chỗ gom lại chơi hội đồng tôi. Và điều đó là xảy ra rồi. Có nhiều cửa hàng xung quanh tôi gom lại chơi hội đồng ép giá tôi. À, xe mới nha, mình không có nói xe cũ thì nào vốn mạnh nó bán mạnh thôi. Đó. Thì sao khi những trại trường hợp nó chảy ra rồi ấy, thì tôi vẫn đứng vững. Tại tôi người thật, việc thật, bà con còn ủng hộ thì tôi còn sống. Đó. Nên là tôi không có gì sợ. Mà hết Honda không ai ghét tôi cả. Tại vì hết Honda người ta bán giá cũng rất là chuẩn. Tại ta nhập từ Honda Việt Nam về nên ta bán rất là chuẩn. Chỉ có một số cửa hàng tổng hợp bên ngoài á, một số nơi á, làm ăn gian dối người ta mới ghét tôi thôi. Mà người ta ghét tôi á, thì người ta lên mạng người ta tạo nick giả hoặc làm trò này đò kia, nó bêu xấu tôi trên mạng rất nhiều lần rồi, hàng trăm lần rồi, rồi gom hội đồng lại với nhau, rồi cử người vô kênh của tôi là gắn cờ tên tôi luôn. À, có thời điểm kênh của tôi bị gắn cờ hả, cả trăm mấy trăm người gắn cờ, nhưng mà tôi có cách xử lý hết à. Quan trọng là bạn có money hay không thôi, và có mối quan hệ hay không thôi, xử lý được hết. Nên là kênh tôi vẫn còn tồn tại tới ngày hôm nay, 5 kênh cộng lại lượng follow là trên 800.000 lượng follow rồi đó, thì vẫn sống bình thường. Quan trọng cuối cùng á, Mr. T nói cho ông đơn giản như nè, tôi làm gì làm, miễn bà con còn tin tưởng, còn ủng hộ tôi là tôi còn đem lại những gì tốt nhất cho bà con và tôi vẫn còn sống. Chẳng như vậy, sắp tới tôi còn mở rộng thêm một cửa hàng nữa để hỗ trợ bà con nữa, nên là cứ yên tâm nha. Mr. T vẫn sẽ cố gắng đem lại những gì tốt nhất cho bà con, nên đừng có lo gì hết. Ok nha. Thì về đây giống như con phu chợ 24 nè, Mr. T đang khuyên mọi người ngưng mua cho tới 18 tháng 1. Sau 18 tháng 1, Mr. T về đủ xe 2024 mọi người đã mua. Tại vì bây giờ thị trường đang bị thổi giá dữ lắm. Có nơi bán phu chợ 2023 nha, 1.38, 1.39 luôn. Và trong khi hai con giống y chang nhau, nhưng mà này tiết kiệm xăng hơn. 2023 thì 1.54, này 1.47. Rồi ra màu mới, đời mới. Và sắp tới là Mr. T mình ổng giá thì lại rẻ hơn nữa. Mắc chứng gì phải mua mắc rồi đời cũ, mà trong khi mua rẻ đời mới không mua. Ok nha, được rồi, nhớ đợi Mr. T.